Hello tất cả anh em nha, và chào anh em đã quay trở lại với video của mình. Mình là Tino đây, và chào anh em đã quay trở lại với cái series mình chơi Pokemon TCG Online nha. Và tiếp tục là những cái giao áo mình muốn gửi đến anh em. Nên mình sẽ gửi anh em bài về Mud Expedit, đó là bài về Zoroark GX kết hợp với là CDB V nha. Và điểm quan trọng chính của chúng ta ngày hôm nay, và của chúng ta sẽ sử dụng 20 lá Pokemon, 32 lá Shiner, còn lại là 8 lá năng lượng nha. Và chúng ta sẽ sử dụng một em đồ Primstar, chiếc này có thể tiến hóa thành những em Stage 1 nha. Ví dụ như là Soraxian, Oalan Mơn, Zorbach thường này. Đấy, nói chung là có stage 1 là hôm nay sẽ tiến hóa được. Và hôm nay không tiến hóa được thành V-Max nha. Ok, em Oalan Grimmer thì có một vị đầu tiên là chúng ta bốc 2 lá, một vị 2 thì không cần sử dụng nha. Dạng stage 1 của Oalan Grimmer là Oalan Mơn thì em này có ability ấy, là Pokemon 2 bên mà là basic ấy, thì sẽ không có ability nha. Đấy. Cả giấy mộ trên sân vào tay. Tiếp theo là một em Grob TV. Chúng ta bốc đủ solar trên tay khi đặt từ tay xuống bên nha. Chúng ta sử dụng hai em. Đấy. Mà chỉ mỗi lượt chỉ được sử dụng một em thôi. Bốn em Zoroark là dạng basic của Zoroark. Thì Zoroark này mình sẽ có hai movie để mình có thể sử dụng. Nhưng mà deck chúng ta chỉ có hai loại năng lượng là Collect Energy và Counter Energy. Counter Energy thì sẽ giúp chúng ta đánh vào một Pokemon. Và không phải GX và EX thì nó sẽ tính là hai năng lượng. Đấy, nếu như chúng ta có nhiều Prime hơn đối thủ. Đấy, còn không thì nó chỉ tính là một năng lượng thường thôi. Đấy, vì vậy mà khi mà chúng ta nhiều Prime hơn đối thủ, mình có thể sử dụng Counter Energy để sử dụng movie đầu tiên. Nhưng thường thường chúng ta sẽ sử dụng movie thứ hai là chọn một đòn tấn công của Pokemon active đối thủ và sử dụng luôn. Đấy. Và việc tương tự cũng tương tự với Sudoku, nhưng mà Sudoku thì có thể giác đấu, vì vậy mà sẽ đánh Witnit được rất tốt với những Pokemon như là Eternatus hoặc là Picarom chẳng hạn. Đấy. Và đánh Witnit vào Zoroark GX cũng được. Đấy. Đó thì có một vị đầu tiên là gây 20 sát thương tự với số Pokemon ở trên sân của mình nha. Ví dụ mình có tất cả là 9 thì mình sẽ gây được 108. Đấy. GX con này thì cũng như là không, GX con này á ngon hơn Zoroark thường này ở chỗ là có thể chọn một đòn tấn công của Pokemon ban đối thủ luôn. Đấy. Chứ không nhất thiết là phải active. Đấy. Và mới 4 Zoroark thì với 4 Zoroark thì chúng ta có thể mỗi lượt chúng ta sẽ bốc được 8 lá free. Nếu mà chúng ta kết hợp nếu như chúng ta sử dụng cái ability của em này là chơi thì khả năng của lá chơi này là bỏ một lá trên tay và bốc thêm 2 lá. Đấy. Nó còn nhiều thì bốc được càng nhiều. Mimikyu, một vị đầu tiên thì bốc 2 lá, một vị thứ hai thì nếu Pokemon có đối thủ mà sử dụng mà không phải là cái đầu giết ấy thì Pokemon này có thể sử dụng. Đấy. Tức là năng lượng vừa rồi, nếu một Picarom đánh đi 150 thì mình có thể đẩy Mimikyu lên và đánh 150. Đấy không, Mimikyu thì nên đánh vào ADP chứ đúng không? ADP đánh phát 150, Mimikyu có thể đến cao thời energy nếu như chúng ta có nhiều Prime hơn đối thủ. Sau đó đánh trả lại một phát 150 Witnit là 300 ADP đi luôn. Đấy. Deck này là giờ vào Witnit khá là nhiều. Còn không, nếu không có kèo Witnit thì chúng ta sẽ sử dụng những Pokemon tấn công như là Zoroark GX. Nhưng thường thường Zoroark GX sẽ để bốc bài. Còn Celebi V thì em lại đam to này, 50 sát thương và gây thêm 20 sát thương tương với số Pokemon ở band. Nếu như chúng ta có 8 em ở band sẽ là 160. Đúng là 8 là 160. Sau với 50 là 210. Cái này Orico Rio thì em này có movie đầu tiên ấy thì là với một Pokemon ở trên bộ đối thủ thì Pokemon này sẽ được put một đam qua tờ, một ba đam qua tờ tức là 10 sát thương. Và nếu như Pokemon đối thủ giống như những đích mà Mark Party chẳng hào thì em này sẽ put được rất là nhiều đam qua tờ, tầm mười mấy luôn, mình nhớ là vậy. Movie thứ hai thì thôi đừng sử dụng. Thôi bây giờ chúng ta bốc lấy một lá xâm bốc tơ từ một bài thêm bên tay. Chết bò chúng ta lấy những Pokemon giết thêm bên tay. Đa xịt bờ xin chúng ta bỏ hai lá trên tay, lấy một trainer từ dây mộ thêm bên tay. Evolution Sand chúng ta lấy một Pokemon tiến hóa từ bộ bài thêm bên tay. Phía bà lao người chúng ta bỏ những thứ như là sân của đối thủ hoặc là tool của đối thủ. Net bò chúng ta lấy một Pokemon basic và đặt lên band luôn. Quit bò chúng ta bỏ một lá trên tay, lấy một Pokemon basic từ bộ bài thêm bên tay. Rescue Switcher chúng ta lấy một Pokemon từ dây mộ thêm bên tay hoặc là xào 3 Pokemon từ bộ bài. Từ mộ vào bộ bài. Theo map chúng ta lật tất cả prime của mình lên. Đối thủ cũng sẽ thấy nha.
Với Seeker chúng ta lấy những số vector tự nhiên mỗi thêm bên tay. Skyfield chúng ta nâng giới hạn bay chúng ta thành 8. Rigget thì khả năng đó này là lấy được một bài 3 Pokemon ngoại trừ Z. Không, 3 Pokemon ngoại trừ EX và đặt lên bên nha, basic. Colette chúng ta xả tất cả bàn trên tay. Box Solar với tự ứng một số band hai bên cộng lại nha. Kusma chúng ta bắt một band đối thủ lên active và mình cũng phải chọn một con band để lên active. And chúng ta xả tất cả lên tay của hai người chơi. Box Solar tự ứng một số prime mỗi người chơi đang có. Pokemon Ranger chúng ta xóa những hiệu ứng của đoàn tấn công, ví dụ như là hiệu ứng đoàn tấn công của HP, đoàn Z đấy. Professor Juniper chúng ta bỏ tất cả lên tay bắt 7 lá mới. Teammate chúng ta lấy hai lá từ bộ bài thêm lên tay. Nếu như lượt vừa rồi chúng ta có một Pokemon bị knock out nha. Flotor chúng ta đến được một Pokemon, Pokemon nó sẽ retreat là free. 4 Collect Energy đến được một Pokemon, nó sẽ tính là hai năng lượng thường. Ok, và mình cùng vào Vesuv tìm kiếm một vài trận đấu để xem một bài này sẽ hoạt động như thế nào nha. Tính nó cũng phải 2 năm rồi. Cái thời điểm mà Zorak giết thống trị ấy. Giờ đây còn đâu nữa. Nhưng với sự kết hợp của Steelix BV đam 210 to hơn Zorak 30. Nhưng mà có thì có, vì vậy mà đôi lúc sẽ quyết định được những em hệ nước hoặc là hệ giác đấu. Đối thủ chúng ta là mục đích hệ tiên à. Hệ tiên thì chắc sẽ phụ thuộc vào những Pokemon thường. Chúng ta sẽ đi trước và cố gắng kiếm được càng nhiều Zoroark càng tốt. Nhưng mà bốc từng chứng thức gì đâu thôi. Đang thế nhờ. Netball. Trời ơi, toát rồi. Rất là ngớ ngẩn luôn. Tại sao Crobat là active ta? Đánh giá là hơi đen. Mình sẽ thủ một em tôi vừa lele ở bên đấy, để lỡ mà bị knock out thì chúng ta vẫn có thể còn một con ở bên. Để xem nào. Yes. Chắc chắn mình sẽ lấy Sudoku là một này. Hai Zoroark à. Đối thủ đánh mình 230 thì mình đánh lại 230, không có gì là phải sợ cả. Mà lâu. Lấy hai lá đặt lên đỉnh. Đấy sẽ là cuốn đầu đổi à. Mình mất 3 prime, đối thủ cũng mất 3 prime. Nhưng mà đối thủ phải set up được một em mới ban, một em mới. Đối thủ đang lựa hai lá và đặt lên trên đỉnh. Đối thủ không đến, rồi đã đến năng lượng. Và nếu như giết thì là sẽ đánh 300. Không phải vậy rồi. Mình sẽ đu đu lên. Nhưng mà Zoroark rồi đó. Sử dụng Trey. Có bỏ ra tay bốc hai lá. Mình đang cần tìm kiếm những thứ như là teammate chẳng hạn. Cái quick bond mình sẽ kiếm Mimikyu nha. Bỏ cái Vesuv Seeker đi. Không xài được Research. Cái Mimikyu này. Bắt
bây giờ mình aim thôi. Hai lá đối thủ mới đặt lên trên đỉnh đấy, mình xào lại. Hiện tại thì chưa có Skyfield. Ok, Sudoku đã hoàn thành nhiệm vụ của mình là copy cho đối thủ vừa sử dụng và sử dụng lại. Mất 230. Và cái em Lefa này thì tương đồng xu rồi, nó như ở mặt à, cũng giống như một lá Cynthia đấy. Nếu như mơ nhưng mà phải tốn đồng xu được mặt nữa cơ. Tôi có 6 năng lượng. Từ hết thủ có Guzma. Đúng rồi, có Guzma thì rất là nguy hiểm. Sử dụng là mắc laser. Có năng lượng luôn. Nhưng mà có năng lượng để làm gì? Có lẽ em lại tấn công. Làm gì có chiêu. À, Ninja Boy. Ok. Sẽ là Pokemon nào đây? Baby Plow. Oh, không, không phải vậy. Blastifalong giết. đã rỉ tít rồi. Mình cần có cái thôi, không cần. Mình có Guzma mà, không có gì phải sợ cả. Alan Mud Zorak Dust Machine. Bỏ cái Fear Flower đi. Bóc hai lá mới. Đã có Zorak, có Ulele. Bỏ Netball đi. Có Vesel Seeker rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục có Guzma hoặc là En. Không, Guzma sẽ là chắc ăn hơn. Vì mình chỉ có 6 em ở trên sân thôi. Đã có counter energy. Nếu mình có Skyfield thì ban chúng ta sẽ rất là nhiều. Nhưng mà rất tiếc là mình không có được Skyfield, vì vậy mà không thể đánh năng lượng vào Celebi. Volcanion lại là Resak. Đã quay đời rồi. Chỉ quay đời một thôi. 120. Có lẽ đối thủ sẽ làm mình bị choáng với movie đầu tiên. Choáng và bỏng. Nếu không đối thủ sẽ giết và lấy một try. Ê, giết rất là nguy hiểm nha. Oh my god. Không, đối thủ không làm vậy. Căng thẳng đây. Một số rock nữa. Chơi thôi. Hỏi tới Bolele đi. Đã có Skyfield rồi. Shedbone, để xem trong một bài còn gì. Chỉ có Zoroark à. Tiếp tục sử dụng Shay, bỏ đi Zoroark đi. À, Robot chứ. Không phải là, có Flostone. Counter Energy thì mình chưa xài được. Nếu tiến hóa mất ấy thì ability của basic sẽ bị khóa. Ok, chơi luôn đi. Cú
Christmas thôi. Mình đã mất 2 Vesuit Seeker rồi, nhưng mà vẫn còn Dashing Machine. Một trăm sáu mươi. Nếu như đối thủ mà đánh mình ấy, đánh mình với Outrage thì cũng chỉ được 190. Mình đã có Alan mất rồi, vì vậy mà Isola, oh no. Đối thủ sẽ đẩy ai lên? Đẩy Lace Fallon thì có movie đầu tiên là mình bị choáng và bị bỏng. Mình có thể retreat. Mình retreat được. Retreat được và đẩy em Zorak giết này. Đấy, mình sẽ tiến hóa vào em này. Sau đó lên đánh lấy một. Lên đánh và lấy High Pride. Sau đó Guzma Volcanion nữa là mình win. Này, không ngờ đối thủ có sử dụng cả Isola luôn. Không sao, mình nhiều năng lượng mà. Lại có Vesuit Seeker. Không. Nghĩ nên an toàn thôi. Tiến hóa cái đá nào. Vẫn thiếu một cái nest spawn. Mình sẽ bỏ ai đây? Vẫn chưa có này. Đây rồi, Origorio. Nó đánh được 108. Bây giờ đối thủ làm được gì nữa? Resizak thì 200 với GX và không thể nào ăn được chúng ta. Bây giờ đối thủ chỉ có 3 năng lượng là mắc thôi. Với Weather và đến một năng lượng nữa là đủ. Nhưng mà mình nghĩ thì đối thủ sẽ không làm vậy đâu. Nói chung là chỗ này đối với mình cũng rất là đơn giản, là không có gì khó khăn cả. Sonia lấy thêm năng lượng hoặc là common basic và có cả Centicot V à. Nó thủ chính tính chơi cả V Max luôn hay gì vậy, thì một sự kết hợp không hợp lý cho lắm. Oregorio thì không thể sử dụng ability rồi, tìm có Alan mất. Thôi đối thủ kết thúc lượt thì mình xin tầng này nha. Ok, trận đấu đầu tiên của bài Zorak Zid của chúng ta. Và em có sắc tên cao nhất thì lại là Sudugudu với copy chiêu của movie 2 của Resizak. Đánh một phát 230. Đấy, để sử dụng được cái đồ đấy thì bạn phải lưu ý. Phải có counter energy và kết hợp với chúng ta phải có nhiều prime hơn đối thủ cơ. Cái gì vậy? Hơi bực nha. Ok, và đối thủ tiếp theo của chúng ta. Không biết là đối thủ sẽ sử dụng đất gì đây. Có vẻ như là hệ điền à. Chúng ta đi sau à.
Bài không thực sự đẹp chứ lắm. Năm mai không biết đến được đích là gì đây. Có cái robot này, mình sẽ lấy một số rùa nha. Mất thêm ba lá. Có chết bón. Muốn thể bỏ teammate và cả Zoroark đi. Lấy là Nespawn và sử dụng tiếp. Kiếm thêm một em Zoro nữa. Ok, kết thúc lượt đi. Rồi sau mình sẽ có một Zorak ZX chắc chắn rồi. Vì lỡ đến như đối thủ làm một cách nào đó nó qua được một em Zoro của chúng ta vẫn sẽ còn một em để mời dự bị. Nó đến năng lượng vào em này à. Vậy sẽ có hai movie. Movie đầu tiên là tìm ra một bài 3 basic và đặt lên ban. Sau đó có thể chọn một em và đổi lên active luôn. Đấy, movie 2 thì tôi nộp xuống nếu mặc nữa thì chúng ta bị tê liệt. Có vẻ như là đối thủ đã tìm ra một bài 3 basic và đặt lên ban rồi. Yura Oricorio. Nếu mình có mất thì rất là tốt nha. Đây. Mình sẽ lấy Colette nha. Cũng nó có năng lượng luôn. Lấy một Alan Rimmer để lần sau có gì tiến hóa được mất. Lấy một phần đi đồ nữa. Rồi mình retreat và lấy một Pride thôi. Có nên chơi chúng ta không cần lắm đâu. Bây giờ sử dụng ability của Oracle Jet để được bốc thêm 3 lá. À, mình biết đất đối thủ rồi, đối thủ sẽ tiến hóa em này Magnemite thành Stay 2. Sau đó sử dụng ability của Stay 2 là đánh năng lượng từ trên tay vào Pokemon, đánh năng lượng điện từ trên tay vào Pokemon của đối thủ. Và sau đó em Zilra này ấy, thì có ability, à không, có Move V2 là bỏ tất cả năng lượng từ em này và gây sát thương tương ứng với số năng lượng điện nhân với 50. Thì như bỏ được 5 lá thì sẽ là 250 và sẽ knock out được. Zoroark giết của chúng ta. Nhưng mà đối thủ chỉ đánh một năng lượng và sử dụng movie đầu tiên, bỏ đi cái năng lượng đặc biệt của mình đi. Rất là khó chịu. À dạ, chúng ta mất năng lượng rồi. Nói sao chúng ta vẫn còn rất là nhiều thứ để thể sử dụng. Lấy thêm một em Zorak thứ hai đi.
tiếp tục chơi thôi. Bỏ quýt bon đi. Bi có thực sự cần không ta? Mình nghĩ mình hoàn toàn trên cơ đối thủ, vì vậy mà sẽ không cần đến Celebi đâu. Chúng ta sử dụng Celebi khi mà chúng ta có nhiều Prime hơn đối thủ thì mới có thể sử dụng Counter Energy. Counter Energy thì không thể đến vào giết hoặc là ít. Cái kiểu này chúng ta rất bị dễ mất năng lực đặc biệt nha. Chưa tiến hóa được. Bỏ Pokemon Ranger đi. Và sau đó mình đánh thôi. Lấy một Prime nào. Nếu thử mà có càng nhiều Zera thì mình càng bị mất nhiều năng lượng. Mình đã mất đi một lá rồi à. Một lá rồi. Giờ tôi tiếp tục đẩy lên. Đến một năng lượng và đánh một phát là mình lại mất thêm một năng lượng nữa, là hai năng lượng rồi. Và mình không có cách nào để mình tái tạo lại năng lượng đặc biệt cả. Mình nghĩ sau khi knock out Zera này thì mình sẽ cố gắng knock out em Magnemite đi. Không mà đâu có Magneson đã có rồi. Bao nhiêu năng lượng đây? Có 4 năng lượng hay không? Oh no, oh no, no no. Rồi đủ rồi các bạn ơi. Ok, ok. Chúng ta có E, chúng ta có E, chúng ta sẽ xào lại bài đối thủ. Đối thủ chỉ được bốc. Thôi chỉ có 4 lá. Orico Rio giết thì không thể sử dụng rồi. Có Guzma không ta? Chưa có Guzma. Dùng một Rescue Switcher để xào lại 3 Pokemon từ giới 1 và bộ bài. Để xem nữa mình xào những ai. Đây, đây. Đây. Nó là vậy thôi. Bỏ xin một Tray thôi. Bỏ cái Juniper đi. Lại một Skyfield à. Bỏ Field Blower đi. Vẫn chưa có. Thứ mình cần. Outland mất trên sân thì cũng đôi lúc bóp chúng ta nha. Chúng ta không thể sử dụng Tobolele. Để team mate đi. Nếu mình sử dụng được Tobolele thì mình sẽ lấy Guzma rồi. Một Zoro nằm trong Pride. Em này sẽ làm được gì đây? Mình thì mình nãy mình tính sử dụng An cơ, nhưng mà thôi, không cần An đâu. Đã rất kêu Switcher rồi và vẫn lấy lại Zera. Để tiếp tục bỏ năng lượng của mình sao? À, Lilia Pokédon. Trời ơi, bằng lầy vậy. Fishman. À không, tính knock out mình luôn.
Một năng lượng nữa. Đủ luôn rồi, trời ơi. Thôi. Bây giờ mình phải sử dụng Celebi V rồi. Sao lại ba Pokemon đi cái đã? Chúng ta sẽ bỏ đi Tobolele. Giờ chưa có à? Robot. Đây rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng En nha. Mình chỉ được bóc 3 lá thôi à. Hai trăm mười. Tôi sẽ xịt cơ. Chúng ta chỉ còn một Double Collect Energy thôi. Mình phải kiếm được và knock out em Oracle Jet thì mình sẽ win. Nói chung chắc chắn mình sẽ kiếm được rồi. Lần sau chắc chắn mình sẽ win. What no? Thì lấy gì đây? Tiếp tục là Lee Pokédon. Nó thử tiếp tục câu giờ à hay sao? Ok, tới lượt chúng ta. Bây giờ chúng ta tới việc kiếm một Guzma thôi. Vẫn chưa ra. Ok. Rồi đó, kết thúc rồi. Oracle. Đối thủ đặt Oracle Ryogit lên mà không hề sử dụng được luôn. Vì chúng ta có Alan Mert mà, vì vậy mà đối thủ cũng không thể làm gì được cả. Từ cái thủ có cái mũ thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video này hay có ích, hãy để lại cho mình một like, subscribe và bấm chuông nhận thông báo những video mới nhất mình đã đăng kênh hàng ngày nha. Và đến nhớ để lại một chấm để mình tặng cho các bạn một bộ Sleeve Deadbox Charizard V-Max nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.